Chào cả nhà, hôm nay cả nhà cùng mình làm hoa hồng nha. Hoa hồng tương đối là khó làm đó mọi người. Mình đã tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mà sau 47 giờ nghiên cứu thì mình đã tìm ra cái cách làm này rất tương đối là đơn giản đó. Mọi người ai cũng có thể làm được. Mọi người cùng mình làm nha. Cái khâu này là cái bông hoa của mình nó hơi nhỏ mọi người à, với lại nó cánh nó chưa đều lắm, thế là mình đã làm thêm 5 cánh nữa nha.
đó. Mọi người có thể tùy chỉnh, nếu như ai có thích làm hoa to hơn thì có thể làm nhiều hơn, mình làm thêm 5 cánh nữa là con hoa nó sẽ đẹp hơn đó. Đây, cái khâu này á, là mình hơi vội á, nên là mình đáng nhẽ là mình phải quấn định hình lại cái chỉ thêm một lần nữa và cắt cái đấy, cái phần đài hoa một chút xíu đi á. Nhưng mà mình kiểu như là con nó đang gọi đồ đang réo nên là mình không có làm cái khâu đó nha, nên là cái đài hoa nó sẽ hơi to hơi thô một chút xíu, nói chung là vẫn còn ổn áp á. Mọi người làm thì mọi người có thể làm giống như mình á, cắt bớt đi cái phần đế thì cái bông hoa nó nhìn nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Là một câu chuyện phá cách đây. Trước thì mình làm hoa là cứ làm 3 lá thôi, bữa nay bày đặt 4 lá đồ he. Nhưng mà cũng may là nó cũng ổn áp đúng không mọi người, không đến nỗi nào. Đấy, chúc mọi người là làm thành công nha. Những cái bó hoa này á, bông hoa này á, mình làm mình cũng lại bó làm thành những bó hoa xinh xắn để tặng cô ngày 20 tháng 11 nè, cũng như tặng mẹ, rất là đẹp luôn á. Video sau mình sẽ làm cắt khói hoa để tặng cô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Mọi người đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.